Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Lì Vé. Ok, và hôm nay thì mình quay trở lại một trình quen thuộc, đó là Ri Văn View Á Cao. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với... đó là bạn Ani Pi Tử Tế đến từ quân đoàn anime. Đây là quân đoàn hiện tại đang là top 2 server. Đấy, top 2 server Việt Nam. Đấy, và hình như là khoảng top 19-20 thế giới gì đấy. Quân đoàn rất là ghê gớm. Ok, tài khoản bạn này đúng vẻ chơi khá lâu rồi. Tài khoản 9 số 59.000 like. Và bạn này thì chắc là cũng phải nạp vào trong game một cái số lượng tiền nó phải kinh khủng khiếp đấy. Đấy, chắc phải nạp vào một số lượng tiền phải căng đét đấy. Mình trông trang phục các thứ nhiều lắm. Bây giờ bạn này có vẻ chơi cái tài khoản mình khá là kỹ. Thì bạn này cũng tự giới thiệu là sinh năm 2001. Đấy, sinh năm 2001 và quê ở Bến Tre. Đấy, quê ở Bến Tre. Đấy, hiện tại thì bạn đang là chỉ huy ở quân đoàn này. Tài khoản này level 100 luôn. Đấy, tài khoản level 100 luôn anh em ạ. Chất vãi nồi. Đấy, chất vãi nồi. Và mục tiêu của bạn ấy là cũng giới thiệu để cho mọi người biết quân đoàn bạn ấy nhiều hơn. Hôm nay có cái vòng quay thỏ đột biến này, 220 huy hiệu một bộ á. 220 triệu một bộ mà quay 179 thì tôi cứ tính nhanh là 3.500 KC. Đấy, 3.000 KC một bộ. Đấy, thế cho nhanh. Ok. Chúng ta sẽ check luôn kho vũ khí của bạn này nha. M4A1 hỏa hộp level 7. Đã chơi súng là level 7. Đấy, người ta đại gia ta chơi nó phải tập level 7 chứ. Và MK47 rồng xanh. Đấy, và bạn này cũng có yêu cầu là che giúp bạn số vàng và số KC. Đấy, bạn không muốn bị lộ số vàng và số KC ra để cho anh em tự đoán thôi. Đấy, Rosa địa chấn sắc màu, pha mát dạ xoa, chất vãi nồi, XM8 lôi thần. Đấy, tiếng hú ác quỷ level 4, chưa nâng cấp nốt level cao hơn. Đấy, parafa họa điểu, đồ đạc ngon phết. Đấy, tính ra là về skin súng, skin xỉa ngon phết này. Mãnh hổ ai hùng này, AC80 tinh vân huyền bí này. Hầu đấy rất mạnh nhá, xuyên giáp tầm xa, không thể làm chê với đâu được. Rồi, tiểu liên, UMP phong cách level 7 luôn. Chất vãi nồi. Bạn này hình như là đã mua chỉ mua súng nâng cấp thôi. Đấy, còn không mua súng khác. Đấy, đã chơi là chỉ chơi súng nâng cấp này, MP5 thiên thần bạch kim. Có vẻ bạn này khá thích cái khẩu này. Đấy, có vẻ khá thích khẩu này đây. Đấy, mờ màu hồng, rồi MP10 mãng xà, tia chớp tử thần với level 3. Đấy, có vẻ như là mấy cái súng nâng cấp đợt 1, đợt trước thì nâng cấp đều, nay thì không. Đấy, có Ani Huyền mời chơi này. Đang review bác cao chơi bơi gì? Đang review bác cao mà chơi bơi gì? Mai chơi. Đấy, ok, Thompson Hắc Thạch Long. Đây là shotgun, long tộc level 7, huyết hỏa level 4. Đấy, huyết hỏa không dùng bao giờ luôn. Đấy, chùm đục keo à? Đây là M187 vũ trụ hủy diệt level 5. Nói chung là bạn này cũng là một bạn đầu tư vào game khá nhiều ấy. Đầu tư game khá nhiều. Nhưng mà bởi vì là bạn nữ thì thường, tôi thấy là bạn nữ thì thường hay là gì ạ? Bạn nữ thì thường là hay đầu tư vào trang phục nhiều hơn. Đấy, nên đấy là lý do tại sao mà tôi quyết định review skin súng trước. Đấy, vì tôi cảm thấy là có thể là bạn này sẽ có nhiều skin nâng cấp. Đấy, nhưng mà gọi là các skin súng đại trà bạn sẽ không mua. Rất là ăn chắc mặc bền. Mình cứ skin khỏe nhất thì mình xài thôi. Đấy, skin khỏe nhất hoặc là đẹp nhất hoặc là nhìn gọi là xịn xò nhất thì mình xài. Nhưng còn không thì thôi. Tay nắm đấm long chảo quyền level 3, một số các quyền khác. Nằm đấm bão lửa, lựu đạn hỏa băng, bom keo cấp độ cao, bom keo 90. Đấy, bom keo bây giờ nói chung là mấy bạn phải level 90, 100 toàn dùng mấy cái đồ bom keo với hành động xịn rồi, thể hiện mình level 100. Đấy, mình level trên 90. Rất là xịn luôn. Đấy, ui, bạn này chơi rất là kỹ nhá. Đấy, từng cái kia đặt, bạn này tên thật là Ngọc Hân này. Đấy, Pi Tử Tế. Đấy, ui, bạn này phối đồ đẹp luôn ạ. Và phối đồ cái độ thứ bộ thứ hai đẹp đấy. Phối đồ bộ thứ hai rất là đẹp này. Và đẹp chưa? Ui. Đấy, người ta như thế này chứ lị. Đấy, đây là cái váy cô dâu nhá. Còn cái áo là cái áo vệ binh mặt đất. Đấy, mũ là mũ thánh nữ. Đấy, còn nhân vật là con nhân vật Misa. Đấy, được không anh em? Wow. Đấy, phối đồ nó phải như thế này này. Phối đồ đúng kiểu thánh nữ này. Wow, đẹp chưa? Wow, chất vãi trường.
đấy, nói chung là kiểu hiếu ông có nhiều đồ, ví dụ như tôi chẳng hạn, có nhiều đồ mà phối đồ toàn lung tung đấy. Còn bạn như bạn này là bạn này có tư duy phối đồ này, bạn phối đồ rất là đẹp đấy, và bạn ấy rất là có ý thức, bạn rất có trách nhiệm với tài khoản bạn ấy nhá. Tất cả những cái trang phục mà bạn ấy gọi là thích nhất đấy, các bạn đều đánh dấu sao đấy, đều đánh dấu tích sao để mà show ra, để mà chọn đồ đấy. Nói chung là tất cả các mục bạn đều đặt cái đồ yêu thích là những bộ đồ nào để bạn ấy phối đồ, tức là bạn này mà bạn ấy đồ trang phục rất là nhiều nhá, đầu 521 cái nhá, 905 cái áo, 651 cái quần, 588 cái giày, tức là bạn này là một trong bạn mà đầu tư rất nhiều vào trang phục in game đấy. Như tôi đã nói rồi, nó khác cái tài khoản của nam và của nữ chơi, nó rất là khác nhau. Tài khoản nam thì chủ yếu là trang phục thì vừa phải đấy, không phải là quá nhiều, trừ mấy ông mà quá nhiều thừa tiền đấy, còn ví dụ như là sẽ đầu tư nhiều skin súng để kiểu trải nghiệm cách bắn nọ kia. Còn đối với các bạn nữ ấy, các bạn sẽ có cái khoảng thời gian bạn dành ra để các bạn ấy test đồ, các bạn ấy phối đồ đấy, các kiểu là điều. Thì nói chung là nam và nữ chơi FIFA nó cũng sẽ có những cái đặc trưng khác nhau đấy. Chứ còn tôi thấy là các tài khoản của nữ thì ít khi là skin súng nó sung xuê đấy, tài khoản của nam thì lúc nào cũng súng chế tác hay súng nọ súng kia đấy. Nhiều khi là đàn ông là chúng ta chỉ tập trung với chuyện là bắn làm sao cho được hiệu quả, đam to ngon, hoặc là test cái sức mạnh giữa các súng với nhau. Trong khi đó các bạn nữ này thì các bạn sẽ tập trung vào cái chuyện là phối các loại đồ đấy, làm sao nói chung giống như kiểu tủ quần áo của các bạn nữ đó đấy, nó phải có nhiều, càng nhiều đồ thì các bạn ấy sẽ càng cảm thấy kiểu thoải mái, đủ để cho bạn ấy có thể phối ra những cái bộ đồ đẹp nhất. Và bạn này bạn là một bạn tư duy phối đồ, chính là cái bộ trắng trắng vừa rồi mà bạn ấy mặc ấy, cái váy, cái áo mà có cái đôi cánh thiên thần đấy, cái bộ đấy mà đem đi thi phối đồ ấy, tôi nghĩ là chắc là nó sẽ được đạt giải cao đấy. Nó thể hiện là bạn ấy có một cái tư duy phối đồ rất là hài hòa đấy, rất là hay đấy. Mặc dù là tôi nghĩ là bạn này là một bạn mà rất là yêu FIFA đấy, rất là yêu FIFA và rất là chịu khó kiểu tìm tòi để tìm những cách phối đồ sao cho đẹp đấy. Anip tử tế level 100 đấy, level bạn mà chúng ta chưa nói vụ level 100 nhỉ, đợt này có vẻ như là có khá nhiều người level 100 đấy, level 100 nổi lên ở mầm. Đấy, chẳng biết đợt vừa rồi có cái gì mà nhiều người cày level 100 thế. Cho nên tôi nghĩ là kể cày level 100 theo kiểu gọi là chỉ chơi bình thường đấy thì chắc chắn là nó sẽ phải rất lâu. Chắc các bạn ấy có một cái mẹo mực như nào đấy, các bạn lên level 100. Thế đấy, tất nhiên là bên Anna không cấm thì cũng chả vấn đề gì. Bên Anna không cấm thì như là nó là cái đợt mà cái map, mấy cái map custom map ấy nó cho chúng ta nhận được kinh nghiệm. Đấy, sau trận thì các bạn chơi map custom smart đấy, các bạn lấy kinh nghiệm đấy. Chứ còn ví dụ như là hình như là về sau thì bên Nga nào sửa lại những cái map này nó không được kinh nghiệm nữa đấy, hay là có một cái map nào mà nói chung là nó rất nhanh, diễn ra rất nhanh mà nó cũng được kinh nghiệm đấy, tôi không nhớ chính xác lắm đấy. Chắc các bạn ấy cày ở trong đợt đấy. Ok, mà này thì hành động mới được thôi cũng rất là xịn. Đây là hành động tắm nắng này, hành động này phải level đạt được trong cái bảng thành tựu đấy thì mới có thể lấy được hành động này. Nói chung là mấy cái mà đem ra để flex hay là show off kiểu thể hiện bản thân thì bạn ấy đều có hết. Chất lừ anh em ơi, chất lừ, tài khoản chất lừ khá ngờ. Nhưng mà bạn này thì có một cái là tôi thấy bạn ấy không có mấy cái đồ tối thượng đấy, chắc tại vì có thể mấy cái đồ tối thượng toàn đồ nam đấy, bên nào chả ra đồ tối thượng nào đồ nữ cả, nên đâm ra kiểu các bạn nữ ấy rất là thiệt thòi đấy. Các bạn mà nữ mà chơi, thực sự bạn nữ chơi game FIFA rất thiệt thòi nhá, tại vì game này chủ yếu là đồ nào mà xịn nhất, đồ tối thượng thì toàn đồ nam đấy, còn đồ nữ đến bây giờ chưa có bộ đồ tối thượng nào nữ cả đấy. Mà những cái bộ đấy cũng không mặc được cho cả nhân vật nam nhân vật nữ, chỉ mặc được cho mình nhân vật nam thôi. Tôi hy vọng là trong tương lai ấy, thì cái bộ đồ tối thượng ra thì cả nam và nữ đều mặc được đấy, chứ còn nếu không thì mấy bộ đồ tối thượng, cái bộ địa cực quả băng và rối rất là đẹp cũng chỉ dành cho nam thôi đấy, thì nó cũng hơi buồn đấy. À đây này, quân đoàn của bạn này vừa top 2 quân đoàn chiến này đấy, trong cái đua top server. Thế là bạn ấy đăng ký cập nhật cái logo quân đoàn chiến mùa 2 này. Vừa rồi sau cái vụ búp búp các thứ thì nó làm cho cái vấn đề quân đoàn chiến nó cũng thay đổi khá nhiều. Đấy, nó cũng thay đổi khá nhiều về thứ hạng và các thứ ở mấy quân đoàn chiến ấy. Đấy, thì một số quân đoàn thì vốn dĩ nằm trong top thì bây giờ chúng ta không nhìn thấy các quân đoàn đấy trong top nữa. Đấy, bay màu hết rồi. Còn những cái quân đoàn mới họ nổi lên. Nói chung là cái gì nó cũng có thời nó anh em ạ. Đấy, ví dụ như là Riaki đến hết thời mà, thì cái gì nó cũng sẽ có thời của nó nha anh em nhá. Đấy, ok con C. Đấy, thì đây là cái quân đoàn của bạn ý, khá là xịn xò con bò. Đấy, nói chung quân đoàn xịn phết anh em ạ, và được nó luôn. Em chất lượng cả ngư, mà cái di sản, cái di sản danh dự của quân đoàn của bạn ấy cũng to cơ. Cái di sản cũng to, di sản nó đến tận 5,7 triệu kinh nghiệm, điểm danh dự. Tức là trước đây ấy, trước khi mà
chuyển đổi sang hệ thống quân đoàn mới ấy, thì quân đoàn bạn này cũng có một khoảng thời gian hoạt động mà tôi đánh giá khá căng. Đấy, đây, quân đoàn này của ông này cày 14.720 điểm của tuần này này. Dã man cày nay. Cày dã man nhỉ? Sao những cái người này bạn ấy dành cả thanh xuân để bạn chơi Free Fire à? Đấy, này tôi không rõ đâu, nhưng mà phải nói thật là bạn này chơi Free Fire rất ghê. Đấy, chơi rất ghê, chơi quá ghê độ bắn dây luôn. Đấy, ok, quân đoàn rất mạnh. Để ở trong cái lúc mà tôi vào review này mà có tận 15 người đang online, 15 trên 46 người, tức là 1/3 quân đoàn đang online ở thời điểm hiện tại. Chứng tỏ là quân đoàn này không hề đơn giản. Đấy, quân đoàn này cũng không hề đơn giản đâu. Quân đoàn này là những người mà dành rất nhiều thời gian để chơi. Đấy, cái giờ này mà tôi review là cái giờ mà đang đi học đi làm, căng đét giữa tuần mà vẫn có nhiều ông đang dành thời gian chơi được thì phải gọi là đỉnh đấy. Đấy, cũng dành thời gian chơi được phải nói là đỉnh của chóp, chồng của đỉnh anh em. Được của nó luôn anh em ạ. Đấy, cái gì đây, tôm mì phát ET, tôm mì đấy, rồi gì đây, quân đoàn rất xịn sò, tự nó cứ nhảy trên nhau. Ủa, cô 15.960 điểm này. Đấy, 10.000 này, ôi, con đoàn này toàn những người cày được 10.000 điểm. Có một ông cày được 901. Đấy, chắc là mới vào con đoàn này sang. Đấy, con đoàn này rất là xịn xò anh em nhá. Con đoàn này xịn, và con đoàn này mà không xịn, nó không biết con đoàn nào xịn nữa. Thì chắc là con đoàn các bạn này cũng cày con đoàn chiến khá kinh. Cái điểm con đoàn chiến trước là 35.000. Đấy, 35.000 điểm con đoàn chiến thì cũng phải nói là khá khiếp. Đấy, rất nhiều người muốn xin một con đoàn này. Con đoàn nó xịn xò như này, con đoàn này thì là nó là hạng 2 Việt Nam. Đây, hạng 2 Việt Nam. Đây, chúng ta nhìn thấy đứng dưới con đoàn Junior. Đây, con đoàn Junior là, ui, con đoàn Junior là 916.610 về hoạt động hàng tuần. Vãi, ở bên dưới này là một loạt các con đoàn bách thú gì đấy. Tôi cũng chả để ý, tôi ít khi quan tâm đến cái hoạt động quân đoàn này. Đấy, còn ở trên khu vực thì quân đoàn này về điểm hoạt động đã là 11.836.000, đứng dưới con đoàn hay đấy. Đấy, còn trên thế giới thì chúng ta đứng dưới con đoàn đứng hạng 19 thế giới. Đấy, đứng hạng 19 thế giới, vãi hò, ghê thật sự. Đấy, ghê không. Đấy, nhưng mà tôi để ý có cái con đoàn bên Nga, con đoàn Valhalla này ở server Nga vẫn đang hoạt động nhá. Đấy, thế luôn, tôi tưởng ở bên server Nga bay màu lâu rồi, và họ vẫn có thời gian để chơi Free Fire à. Và xịn sò nhé, và quá xịn luôn. Bạn này cũng là một trong những người mà có KDA rất cao của trong quân đoàn là 9.3 mấy. Đỉnh của chóp anh em ạ. Đấy, nói chung là chúng ta đã đâu vừa soi xong cái tài khoản của bạn Anipi tử tế này. Thì bạn nào mà cảm thấy tay to xin ở vào đây cứ xin nhá. Đấy, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại bình một like, một subscribe để đẹp trai, để xinh gái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.